Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có các tin: ngừa tiêm vaccine Quinvasem 5-1 tại các trạm y tế xã; trường mầm non Xuân Dục, huyện Mỹ Hào coi trọng vệ sinh an toàn thực phẩm; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trên địa bàn xã Hoàng Hanh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong mục thầy thuốc với người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh sởi. Trong mục cẩm nang y học, cách chăm sóc răng miệng cho trẻ thời kỳ thay răng. Cuối chương trình câu chuyện y tế, cảnh báo những trào lưu gây hại cho sức khỏe. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bản tin. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, cả nước sẽ bắt đầu sử dụng loại vaccine 5-1 mới ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và HIP cho trẻ em của Ấn Độ, thay thế cho loại vaccine quen thuộc Quinvasem của Hàn Quốc vì lý do nhà máy sản xuất ở Hàn Quốc ngừng sản xuất sản phẩm này. Loại vaccine thay thế Quinvasem do Ấn Độ sản xuất cũng đạt các tiêu chuẩn tiền kiểm định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tương tự Quinvasem. Trước khi được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, vaccine này cũng đã được sử dụng tại hơn 40 quốc gia trên thế giới với tổng số trên 400 triệu liều và đạt tỷ lệ an toàn theo tiêu chuẩn của WHO. Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, đầu tháng 4 tới, vaccine mới sẽ được tiêm thí điểm quy mô nhỏ tại 4 tỉnh, sau đó sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 5. Năm 2017, trên địa bàn tỉnh, mạng lưới chống lao đã được triển khai và duy trì hiệu quả từ tỉnh đến huyện và các xã phường thị trấn. 100% huyện, thành phố, xã phường thị trấn và dân số đã được bảo vệ bằng DOTS. Tỷ lệ bệnh nhân được thử đờm trên dân số đạt 0,92%. Bệnh nhân thu mới là 996 người. Tất cả các bệnh nhân mới phát hiện đều được đưa vào điều trị bằng hóa trị liệu ngắn ngày có kiểm soát. Tỷ lệ điều trị thành công lao các thể đạt trên 96%. Kết quả này có được là nhờ công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được quan tâm. Đến hết năm 2020, tỉnh ta phấn đấu đạt mục tiêu giảm số người mắc lao các thể trong cộng đồng xuống dưới 72/100.000 dân và lao phổi mới xuống dưới 34/100.000 dân. Gần 30 năm cho trẻ ăn bán trú tại trường, nhưng chưa bao giờ để xảy ra bất cứ một trường hợp ngộ độc thực phẩm nào. Có được kết quả đó là do trường mầm non Xuân Dục, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào luôn coi trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường mầm non Xuân Dục hiện là nơi đăng ký học của trên 400 học sinh, trong đó số học sinh ăn bán trú tại trường trung bình từ 370 đến 390 suất ăn mỗi ngày, tức là chiếm trên 90% số học sinh tại trường. Để đảm bảo bữa ăn cho các cháu, nhà trường luôn lựa chọn thực phẩm an toàn, các loại thịt, đậu, trứng được nhà trường hợp đồng với những cơ sở sản xuất uy tín trên địa bàn. Rau xanh, hoa quả, trái cây cho các cháu được chính những phụ huynh có con em học tại trường cung cấp. Bên cạnh đó, các giáo viên trong nhà trường còn tận dụng những khoảng đất trống, bờ rào để trồng rau sạch hay nuôi lợn làm thức ăn bổ sung phục vụ các cháu. Trong những năm qua, vấn đề giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng luôn được xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên quan tâm. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trên địa bàn đã có chiều hướng giảm đáng kể trong 3 năm qua. Toàn xã Hoàng Hanh hiện có trên 230 trẻ dưới 5 tuổi, trong đó tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi của xã chỉ chiếm 3%, trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm trên 4%. So với 2 năm trước đó, tỷ lệ này có chiều hướng giảm dần với 7% và trên 8% trong năm 2016, 5% và trên 6% năm 2017. Để đạt được kết quả này là nhờ địa phương đã triển khai khá hiệu quả các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, cụ thể như truyền thông về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được thực hiện và duy trì thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh, cao điểm vào các dịp, tháng hành động vì trẻ em, chiến dịch uống vitamin A bổ sung và tẩy giun, ngày vi chất dinh dưỡng, tuyên truyền, tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ y tế trạm y tế xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần phục vụ, thực hiện có hiệu quả công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Nhờ vậy, trạm y tế xã Chính Nghĩa đã trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân nơi đây. Để nâng cao trình độ chuyên môn, các cán bộ của trạm luôn trau dồi, nâng cao nhận thức về mọi mặt. Hiện trạm có 6 cán bộ, trong đó có 1 bác sĩ, 2 y sĩ, 1 dược sĩ, 1 nữ hộ sinh, 1 điều dưỡng.
Tất cả đều nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân một cách tận tình, niềm nở. Vì thế, số lượng bệnh nhân đến trạm y tế khám, chữa bệnh ngày càng đông. Chỉ tính riêng trong năm 2017, trạm có gần 4.000 lượt người đến khám chữa bệnh. Cùng với công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, thời gian qua, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia luôn được trạm y tế xã Chính Nghĩa thực hiện khá tốt. 100% số trẻ sơ sinh, trẻ em trong độ tuổi được tiêm vaccine theo quy định. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của xã hiện thấp hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình hàng năm cũng được thực hiện tốt. Nhiều năm qua, trạm y tế xã Trần Cao, huyện Phù Cừ là một trong những đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu y tế đặt ra, đáp ứng chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Trung bình mỗi tháng, trạm khám và điều trị cho hơn 400 lượt người. Trạm thực hiện tốt công tác phân loại, theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi, các đối tượng mắc bệnh mãn tính không lây nhiễm. Duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ và tiếp nhận bệnh nhân. Công tác tiêm chủng định kỳ được triển khai hàng tháng, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đạt trên 97%, số trẻ em được uống vitamin A đạt 99% kế hoạch. Trạm y tế cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng được quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Theo tổng hợp của các huyện, thành phố, đến nay toàn tỉnh có 89 xã phường, thị trấn, chiếm 55% số xã phường, thị trấn đã được cấp nước sạch. Đây là nguồn nước sạch sinh hoạt đạt tiêu chuẩn, cấp tới các hộ dân thông qua hệ thống trạm cấp nước tập trung đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ta. Trong đó, các huyện Kim Động, Tiên Lữ có số xã sử dụng nước sạch khá cao, còn lại các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, số xã sử dụng nước sạch thấp nhất, chỉ đạt khoảng 20%. Nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch của người dân trên địa bàn toàn tỉnh, hiện nay đã có thêm 42 xã trong tỉnh tiếp tục được lắp đặt đường ống nước sạch, phấn đấu cấp nước cho người dân trong năm 2018. Sởi là bệnh theo mùa thường gặp ở trẻ em. Khoảng 2 năm trở lại đây, bệnh sởi diễn biến phức tạp và gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh số này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh sởi qua chia sẻ của bác sĩ Hà Thị Phương, Phó trưởng khoa phụ trách khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, hiện nay tại một số thành phố lớn trên cả nước thì đã xuất hiện bệnh sởi và đang có xu hướng tăng lên. Rất là mong cuộc chia sẻ ngày hôm nay của bác sĩ sẽ đem đến nhiều thông tin hữu ích cho các bậc phụ huynh trong việc phòng tránh căn bệnh này cho con em mình. Thưa bác sĩ, trước tiên thì rất mong bác sĩ sẽ cho khán giả truyền hình được biết bệnh sởi là căn bệnh như thế nào và nguyên nhân nào dẫn đến bệnh sởi ạ? Bệnh sởi thì là một cái bệnh truyền nhiễm rất là nguy hiểm, có thể gây ra những vụ dịch. Thậm chí là như chúng ta đã biết thì vụ dịch năm trước đã gây ra cái tình trạng bệnh nhân tử vong rất là nhiều. Và những cái bạn nhỏ tử vong thông thường là những cái bạn nhỏ dưới 6 tháng. Nguyên nhân của cái nhiễm sởi này thông thường là các em bé sẽ bị lây ở trong cộng đồng. Giống như các bạn nhỏ có thể là đi mẫu giáo hoặc là trong cái môi trường mà có bệnh nhân bị bệnh sởi, các bạn nhỏ sẽ bị lây. Bệnh sởi thì có cái những cái biểu hiện triệu chứng như thế nào ạ? Ban đầu thì em bé sẽ có cái triệu chứng là sốt này, phát ban này, em bé có thể mắt đỏ này, chảy nước mũi này, và em bé có ho, rát họng thì nó cũng có thể có những cái triệu chứng hoàn toàn giống như một cái viêm long đường hô hấp trên. Đấy, nếu như ban đầu mà em bé chưa có cái biểu hiện phát ban ra, chỉ có những cái biểu hiện của viêm long đường hô hấp trên thì sẽ rất dễ nhầm với cả các cái bệnh lý khác của một cái viêm long đường hô hấp như là viêm họng, viêm nhiễm đường hô hấp trên. Bác sĩ có thể đưa ra một vài cái biến chứng nguy hiểm của bệnh sởi ạ? Những cái biến chứng mà nguy hiểm nhất với em bé đó là em bé sẽ bị viêm phổi. Đấy là biến chứng đầu tiên, các viêm nhiễm đường hô hấp trên, viêm nhiễm đường hô hấp này, viêm thanh quản này, em bé có thể bị viêm loét miệng này, viêm kết mạc mắt. Và biến chứng xa nữa thì có thể gây ra cái tình trạng suy dinh dưỡng của em bé. Khi mà phát hiện trẻ bị sởi thì các bậc phụ huynh có thể chăm sóc con em mình tại nhà bằng cách nào ạ? Cũng như các cái trường hợp sốt khác thì chúng ta sẽ cho em bé uống thuốc hạ sốt khi mà em bé sốt trên 38.5. Và thuốc hạ sốt chúng ta dùng ở đây là cái paracetamol. Thông thường mà các mẹ có thể mua cho con uống bằng paracetamol liều từ 10 đến 15mg trên 1kg cân nặng cho em bé. Và chăm sóc da ở đây thì các mẹ có thể tắm bằng nước ấm trong phòng kín để giữ vệ sinh da cho em bé, để tránh bị bội nhiễm viêm da khi mà em bé có cái triệu chứng phát ban. Vậy bệnh sởi có thể phòng ngừa bằng các phương pháp nào thưa bác sĩ?
Cái phòng tránh rất là đơn giản nhất mà chúng ta đã được tuyên truyền rất là nhiều khi có vụ dịch sởi xảy ra, đó là các bà mẹ nên đưa con đi tiêm phòng sởi vào tháng thứ 9 đến tháng thứ 11 là tiêm mũi đầu, sau đó là chúng ta sẽ tiêm nhắc lại trong 3 năm. 3 năm sau thì chúng ta sẽ tiêm nhắc lại mũi 2 cho các bạn nhỏ. Đấy là một cái biện pháp phòng dịch, phòng bệnh sởi tốt nhất với các bạn nhỏ. Rất là cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi ạ. Theo thống kê từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, 90% người Việt mắc các bệnh về răng miệng. Việc chăm sóc răng miệng cho trẻ rất quan trọng, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi thay răng để hạn chế các bệnh răng miệng. Sau đây, bác sĩ Nguyễn Văn Đông, khoa liên khoa Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ hướng dẫn những biện pháp chăm sóc răng miệng cho trẻ trong độ tuổi thay răng. Ngay từ mọc những cái răng đầu tiên cho đến khi thay hết toàn bộ răng sữa, thì vệ sinh răng miệng tùy theo từng lứa tuổi chúng ta sẽ có những cái cách vệ sinh áp dụng khác nhau. Khi giai đoạn thay răng sữa ấy, thì trẻ đã tự đánh răng được rồi. Quan trọng nhất là vấn đề có đảm bảo được là vệ sinh đủ sạch không. Chải răng là một biện pháp đầu tiên. Chải răng trẻ ít nhất là chúng ta nên chải tối thiểu là 2 lần một ngày, là vào buổi tối và buổi sáng. Đối với lứa tuổi trẻ đầu tiên, các cháu bắt đầu học cách chải răng thì có thể là động tác tay các cái nó chưa thành thạo. Chúng tôi khuyến cáo là chải đều hết tất cả các mặt răng. Các cháu có thể chải ngang về mặt răng được, miễn làm sao cho làm sạch về mặt răng. Nhưng mà khi sau này lớn lên đến tuổi trưởng thành, khi đã thay toàn bộ hàm răng, thì người lớn lại có một cách chải răng có sự thay đổi hơn một chút, là đòi hỏi động tác nó phải tinh tế hơn. Ví dụ thay vì cái việc chải ngang dọc hai bên hàm răng, chúng ta sẽ chải xoay tròn. Vì là lứa tuổi trưởng thành sau này khoảng độ đến 40-50 tuổi, sau khoảng độ 30 năm chải răng thì hiện tượng là mòn những cái chân răng rất là nhiều. Cái thứ hai cần thiết là sử dụng các cái dung dịch nước súc miệng có tính sát khuẩn. Cái đấy cũng sẽ giúp cho là làm cho hàm răng chắc khỏe hơn. Cái thứ ba là có thể sử dụng chỉ tơ nha khoa và những cái bàn chải kẽ giúp lấy sạch các cái mảng bám và các thức ăn rắc ở trên những kẽ răng. Những thực phẩm chứa đường, bánh kẹo, nước ngọt ý, sau khi sử dụng là phải cho trẻ một là súc miệng, hai là sử dụng các biện pháp vệ sinh răng. Thì sử dụng thì lứa tuổi trẻ rất ham thích các đồ bánh kẹo ngọt, cho nên cũng bảo là cấm tuyệt đối cũng không được. Thậm chí có những cháu nó thể trạng nó nhỏ gầy, nó cần bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn, cho nên là chắc chắn nó vẫn phải bổ sung, chứ chúng ta không cấm. Nhưng tôi lưu ý một điều là có thể cho trẻ ăn giảm cái số lần sử dụng trong ngày. Ví dụ không nên cho trẻ ăn giải rác vào 5-7 lần lượt trong ngày, vì mỗi một lần sau khi ăn xong thì là cái đường bám trên bề mặt răng, vi khuẩn nó phân hủy lên là nó làm hại men răng. Mà ta giảm số bữa ăn những cái thực phẩm đấy ít đi một lần trong ngày để phù hợp với cái việc ta vệ sinh răng miệng. Cái việc nhổ răng sữa của trẻ cũng nên nhổ theo đúng độ tuổi và thời điểm thay răng của các cháu. Ví dụ một là khi răng ở dưới mọc lên thì răng ở trên đương nhiên nó sẽ tự lung lay. Và khi thời điểm đấy mà mình nhổ rất là hợp lý, sau một vài tuần hoặc là một tháng là chúng ta sẽ thấy hiện tượng các răng dưới mọc lên. Nhưng mà một số trường hợp lưu ý, ví dụ các răng sâu, vỡ, mặc dù không còn chức năng nhiều, nhưng mà chúng ta cũng nên chờ đến độ tuổi thay răng phù hợp. Vì sau khi nhổ răng sữa xong thì cái lợi trên bề mặt đấy nó sẽ đóng kín liền lại, và để cái răng kia mọc lên một thời gian sau nó lại phải tách lợi ra, lại xé lợi ra một lần nữa để mọc. Nó sẽ, ví dụ trường hợp mình nhổ răng sớm quá, ví dụ một cái răng khoảng độ 11 tuổi bắt đầu thay, mà 7 tuổi mình sâu mình nhổ rồi là sau này nó sẽ ảnh hưởng đến việc mọc, nó sẽ khó mọc hơn. Nhưng mà ví dụ 11 tuổi thay, nhưng mà 10 tuổi rưỡi mình nhổ thì là thời gian rất là thuận lợi để cho những cái răng bên dưới mọc. Thưa quý vị và các bạn,
sinh thuận theo tự nhiên, đẻ tại nhà, anti-vaccine, sữa mẹ là thần dược là những trào lưu gần đây lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý là những quan điểm này đang lôi kéo sự tin theo của nhiều người và đã thực sự là ngòi nổ cho cuộc tranh luận về tính phản khoa học, nhận thức và hành vi lệch lạc đang gây hại cho sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng. Vào đầu tháng 3, một bà mẹ trẻ ở Hưng Yên đã lên mạng chia sẻ về cuộc sinh nở thuận theo tự nhiên với hình ảnh chậu bánh rau để bên cạnh đứa trẻ sơ sinh 6 ngày. Ngay khi đó, Bộ Y tế đã lên tiếng cảnh báo trường hợp sinh con tại nhà là một hành vi hết sức nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và con. Đẻ tại nhà có thể được coi là sự kéo lùi những cố gắng trong nhiều năm qua của ngành y tế trong hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em nhằm làm giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em. Không chỉ đẻ tại nhà thuận theo tự nhiên, bên cạnh đó còn có những phong trào phản khoa học cũng lấy ngọn cờ thuận theo tự nhiên như hội anti-vaccine, nghĩa là không tiêm vaccine, hội bé tí bu ti vận động nuôi con bằng sữa mẹ, nâng lên tới mức thần thánh hóa sữa mẹ như thần dược. Quan điểm, tôi không tiêm vaccine mà có chết đâu. E ngại tiêm vaccine cho trẻ sẽ gặp biến chứng, trong khi tỷ lệ này rất thấp, manh nha từ vài năm nay và đã để lại hậu quả khi một số bệnh chúng ta đã giảm tỷ lệ mắc hoặc đã nhiều năm không có ca mắc, nay quay trở lại như là bạch hầu, sởi, viêm màng não. Phải khẳng định rằng cái trào lưu mà gọi là anti hay là không tiêm vaccine đấy là được cực kỳ nguy hiểm, nó phản khoa học. Và từ ngày có chương trình chuyển hóa vaccine thì là nâng cao sức khỏe, giảm thiểu bệnh truyền nhiễm và tăng tuổi thọ của người dân Việt Nam rất là cao. Cho nên việc vaccine là điều cực kỳ nguy hiểm, chúng ta cần phản đối và chúng ta cần có tuyên truyền tốt để các bà mẹ phụ huynh để đưa các cháu đến tiêm vaccine đầy đủ đúng lịch thì mới đảm bảo được thanh toán cái bệnh truyền nhiễm và đảm bảo nâng cao được cái tuổi thọ người dân Việt Nam. Điều đáng nói là những trào lưu này bùng nổ ở các đô thị chứ không phải ở vùng nông thôn sâu xa. Ai đó có thể đổ cho mạng xã hội đã lan truyền các thông tin và luận điểm phản khoa học này. Nhưng cơ bản phải kể đến sự tiếp nhận thông tin mà không có suy xét và chọn lọc, theo thông tin một cách mù quáng giữa thời đại tràn ngập thông tin chưa được kiểm chứng, gây nhiễu loạn xã hội. Thế nên, chăm con cần biết chọn lọc thông tin để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con. Quan điểm của mình là nên tiêm vaccine cho các cháu để các cháu có cái sức đề kháng thực tốt hơn, để các cháu phòng bệnh cho tương lai của các cháu từ bé cho đến khi các cháu lớn lên. Và cái đấy là cái tác dụng rất là tốt, bởi vì là nếu như mà các cháu không tiêm thì sau này cái dịch mà bùng phát ra ấy, thì các cháu không thể kháng được và xã hội mình sẽ rất là mệt với cái chương trình mà chữa bệnh cho các cháu. Người ta vẫn nói là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Cho nên là vaccine là một loại thuốc mà chúng ta thường tiêm cho các cháu để tăng sức đề kháng và phòng bệnh sau này. Nên tôi nghĩ đấy là điều thiết yếu. Nhiều người tin vào những kinh nghiệm cổ hủ, tuyệt đối hóa những quan điểm chưa được chứng minh. Như cái lợi của việc nuôi con bằng sữa mẹ là tốt, nhưng nếu thần thánh hóa sữa mẹ đến nỗi tin rằng sữa mẹ có tác dụng như là thần dược, ốm không cần dùng kháng sinh, chỉ bú sữa mẹ cũng khỏi bệnh, sữa mẹ nhỏ vào mắt là chữa viêm mắt, sữa mẹ làm mọc được ngón tay trở lại ở trẻ sơ sinh thì thật là mù quáng và trên hết là rất đáng lo ngại. Khi mà trẻ bị ốm thì các mẹ thường là tự ý ở nhà điều trị cho con bằng các cái bài thuốc dân gian để đến khi mà bé có cái triệu chứng như là sốt cao co giật hoặc là suy hô hấp, thậm chí là ỉa chảy mất nước rất là nặng, nguy hiểm đến tính mạng thì khi đó mới cho con vào viện, làm cho cái thời gian điều trị cũng kéo dài hơn và thực sự là rất là nguy hiểm, thậm chí để lại cái hậu quả có những trẻ là tử vong. Vì vậy cho nên là tôi cũng có lời khuyên với các bà mẹ là đừng có vì theo các cái quan niệm quá lạc hậu cũng như là các cái trào lưu mà bỏ qua cái cơ hội để giúp trẻ phát triển toàn diện và khỏe mạnh. Xét trên góc độ cá nhân, những người tin theo những luận điểm sai lầm ấy có thể bị tổn hại sức khỏe, thậm chí là mất mạng. Rộng hơn, trên bình diện xã hội, những trào lưu phản khoa học này còn gây ảnh hưởng khi kéo theo nhiều người mê muội khác, đồng thời ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng như là gây bùng phát dịch bệnh, làm gánh nặng cho xã hội và ngành y tế, gây hoang mang trong cộng đồng. Chính vì vậy, trong thời đại công nghệ như hiện nay, mọi người cần hết sức cảnh giác với mọi thông tin kiểu thất thiệt. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.